Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Thưa quý vị, trong phần đầu của bản tin hôm nay sẽ là tin dự báo mưa dông diện rộng và tin mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo trong đêm nay và ngày mai ở phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm. Có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Từ chiều và tối ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Thời gian xảy ra mưa dông sẽ tập trung vào khoảng chiều và tối. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều và tối ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng xảy ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng và thấp. Thưa quý vị, hiện nay môi trường biển ở trong Biển Đông vẫn thuận lợi để hình thành xoáy thuận nhiệt đới. Nhưng do dòng dẫn không thuận lợi, dẫn đến sẽ không có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới trong khoảng cuối tháng năm nay. Trong khi đó, cơn bão Mawa trưa nay đã mạnh lên thành siêu bão. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, lúc 1 giờ chiều nay, cường độ của bão ước tính đạt khoảng 185 km/h, tức là cấp 16, cấp siêu bão. Còn theo Hải quân Hoa Kỳ, ước tính sức gió khoảng 250 km/h là cấp siêu bão Super Typhoon. Lưu ý là Nhật Bản đo vận tốc gió duy trì trung bình trong 10 phút, còn Hải quân Mỹ là 1 phút, nên sức gió ước tính của hai cơ quan không giống nhau và của Hải quân Mỹ sẽ cao hơn. Nhưng để đánh giá sức mạnh của cơn bão, các nhà khí tượng thường không lấy tiêu chí sức gió, mà lấy áp suất thấp nhất tại tâm bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cơ quan khí tượng Nhật Bản chịu trách nhiệm về vấn đề này. Theo Nhật Bản, siêu bão có áp suất thấp nhất là 935 HPA. Ngoài Nhật Bản và Mỹ thì các cơ quan khí tượng khác trong khu vực cũng đang theo dõi sát sao cơn bão này. Hiện tại, nhiệt độ nước biển đang rất ấm và lớp nước ấm có độ dày, nên các cơ quan khí tượng quốc tế đều nhận định siêu bão sẽ còn có thể mạnh thêm nữa và khả năng cao sẽ trở thành một cơn bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Lưu ý là cường độ của các siêu bão thường hay biến động do một quá trình diễn ra trong nội tại cơn bão, chu trình thay thế thành mắt bão. Vì vậy, sẽ có lúc bão đi yếu nhưng sau đó sẽ mạnh hơn lên bội phần. Chúng ta sẽ cùng chờ xem bão sẽ mạnh lên mức nào nữa và liệu có quốc gia nào hứng chịu cơn thịnh nộ này hay không. Hãy cùng chúng tôi theo dõi, xin cung cấp thêm thông tin nữa, đó là bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương luôn luôn là nơi sản sinh ra nhiều bão nhất, cũng như là nơi có các siêu bão mạnh kỷ lục hoạt động hơn bất kỳ nơi nào khác ở trái đất, kể cả khu vực Đại Tây Dương cũng không bằng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhất, theo mô hình dự báo bão cho biết, sau khi cơn bão Mawa đổi hướng, đi lệch theo hướng Đông Bắc, thì đến khoảng ngày 3 tháng 6 ở khu vực phía Đông, miền Trung của Philippines tiếp tục sẽ hình thành một xoáy thuận nhiệt đới có khả năng sẽ mạnh lên thành bão. Trong khoảng ngày 5 hoặc ngày 6 tháng 6, ở gần như là cùng vị trí mà bão Mawa vừa đi qua, rất có thể cơn bão này sẽ đi qua Philippines đi vào Biển Đông. Liệu rằng nó có thể trở thành cơn bão số 1 hay không? Diễn biến thời tiết trong những ngày sắp tới là rất phức tạp và khó lường. Như vậy, để tránh bị động, mọi người, đặc biệt là các ngư dân cần phải chú ý theo dõi thông tin thời tiết ở trên các phương tiện truyền thông để tránh bị động. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao, cập nhật chi tiết và sẽ gửi đến quý vị và các bạn diễn biến mới nhất của những cơn bão này trong những bản tin sau. Do thời gian còn khá xa và do có nhiều yếu tố tác động đến sự hình thành cũng như đường đi của bão nên những thông tin dự báo về những cơn bão này sẽ còn có thể thay đổi trong những bản tin sau. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có tin mới. Tiếp theo sẽ là tin dự báo nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ.
Thưa quý vị, hiện tại trong ngày hôm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay phổ biến là từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ như là ở Yên Châu, Sơn La là 40,2 độ, Mai Châu, Hòa Bình 38,4 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay phổ biến ở vào khoảng từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ như là Hồi Xuân, Thanh Hóa là 39,8 độ, Tương Dương, Nghệ An là 39,5 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến là từ khoảng 40 đến 65%. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, ngày mai ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến từ khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 cho đến 65%. Đến ngày kia nắng nóng sẽ kết thúc ở các khu vực này. Cảnh báo từ ngày kia nắng nóng ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La kết thúc, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên nắng nóng sẽ dịu dần. Dự báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên sẽ có nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng sẽ còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể con người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý là nhiệt độ dự báo cho các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời sẽ có thể chênh lệch khoảng từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể là cao hơn vì phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Ngày mai, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và có dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 31 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, phía Nam có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34 đến 37 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!